Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng nay ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đảng Quốc Khánh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện và những đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vấn đề công tác quản lý môi trường, đất Đại, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đảng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố động viên, chia sẻ những khó khăn, áp lực công việc của ngành. và cho rằng những khó khăn mà Đà Nẵng đang gặp phải cũng là khó khăn chung của các địa phương. Bộ đang rất quan tâm và từng bước thao gỡ. Bộ trưởng Đảng Quốc Khánh mong muốn Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. và lưu ý Đà Nẵng trong thời gian đến cần ưu tiên tập trung cho công tác xử lý rác thải, nước thải, chủ động tham mưu và tăng cường công tác quản lý đất đai tại bán đảo Sơn Trà. Bộ trưởng cho biết xử lý rác thải đang là bài toán khó của các đô thị lớn. Do vậy, thành phố cần tiên phong đầu tư nguồn lực cho công tác này. Đối với vấn đề xử lý nước thải, Bộ trưởng lưu ý, bên cạnh triển khai các dự án, giải pháp khắc phục xử lý nước thải, những khu vực cũ, khi quy hoạch xây dựng những khu vực dân cư mới, cần tuân thủ nghiêm ngặt việc xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống tách nước mưa và nước thải đạt chuẩn. Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng cũng trao đổi và chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến xây dựng nhà đất, xác định nhà đất, quy hoạch sử dụng đất, công tác kiểm tra giám sát hậu kiểm công tác tập huấn phân cấp phân quyền cho địa phương và một số nhiệm vụ quan trọng của ngành trong thời gian đến